với chị Điệu dành cho anh nhiều giới thiệu. Cái này mình đã học học đại học rồi đó, giờ mình ôn lại thôi. Thì phần này giới thiệu với các anh chị nhiệt nóng nhiệt lạnh và chút xíu nữa giới thiệu cho anh chị sống ngắn. Bài hôm nay là bài nhiệt các anh chị, nhiệt và thủy sẽ có liên quan đến chút xíu là nước á. Tôi giới thiệu chút xíu là nước thôi, còn phần thủy trị liệu còn lại thì dành cho anh nhiều giới thiệu cho các anh chị. Thì phần này gồm có bài này gồm có giới thiệu thứ nhất là nhiệt lạnh, thứ hai là nhiệt nóng, và nói chút xíu về thủy trị liệu, tại vì thủy trị liệu nó liên quan đến nhiệt nóng và nhiệt lạnh. Và chút xíu nữa thì giới thiệu cho anh chị sống ngắn. Hôm nay mình sẽ học nhiều đó đó. Đầu tiên là giới thiệu về nhiệt lạnh nha. Nhiệt lạnh thì chị biết rồi đó, là mình dùng các tác nhân điều trị mà thấp hơn nhiệt độ cơ thể mình, và mình điều trị trong vòng trong dùng nhiệt độ trong vòng khoảng từ 10 cho đến 18 độ C đó. Nhiệt độ cơ thể của mình là 37 độ. Thì tác dụng tôi lướt qua một chút xíu nha. Đầu tiên đó là tác dụng của nhiệt lạnh. Thì có ba tác dụng chính. Thứ nhất là co mạch. Khi mà nhiệt lạnh tiếp xúc với cơ thể mình, đầu tiên cái phản xạ của cơ thể mình chính là co mạch, tức là mạch máu nó co lại. Thì nhờ tác dụng co mạch này thì nó sẽ giảm cung cấp máu đến nơi cần điều trị. Khi mà tôi nói thì tôi phải dừng lại cho các anh chị vô, để các anh chị vô lúc nào cũng đi hơi trễ. Thì tôi làm việc đúng giờ, đúng 2 giờ là tôi làm việc. Tác dụng thứ hai là giảm sưng, và tác dụng thứ ba là giảm đau. Thì đây là ba cái nhóm tác dụng chính của nhiệt lạnh. Nhắc lại là thứ nhất là co mạch, là nó giảm cái máu đến nơi cái vùng điều trị á. Thứ hai là giảm sưng, và thứ ba là giảm đau. Dựa vào tác dụng điều trị thì người ta đưa ra những số ứng dụng lâm sàng, tức là các anh chị sử dụng nhiệt lạnh điều trị cho bệnh nhân cho lâm sàng. Thứ nhất là các anh chị sẽ kiểm soát được viêm. Có ai phát biểu không nhỉ? Nghe gì rột 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 rột. Có anh chị nào giơ tay không? Phát biểu hay là bấm lộn nút? Nếu mà phát biểu thì phát biểu nha. Nếu anh chị bấm vô bàn tay là anh chị phát biểu á. Thì các anh chị cứ phát biểu. Phát biểu thì các anh chị mở mic cho nha. Là tôi đang nói tôi nghe rột rột rồi tôi phải nhìn lại. Nhắc lại là dựa vào tác dụng của nhiệt lạnh. Nhiệt lạnh có ba tác dụng chính, đó là co mạch, tức là giảm cái tuần hoàn đến cái nơi điều trị. Thứ hai là giảm sưng, và thứ ba là giảm đau. Thì người ta đưa ra ứng dụng lâm sàng, thứ nhất là kiểm soát được viêm. Tức là trên lâm sàng mà anh chị thấy bệnh nhân mà đang viêm á, viêm tức là biểu hiện trên lâm sàng có sưng nóng đỏ đau á, thì anh chị sẽ quyết định sử dụng nhiệt lạnh. Thứ hai là kiểm soát sưng phù nề. Thứ ba là kiểm soát đau. Và đau này là đau cấp tính, đau cấp trong vòng ngày thứ nhất, ngày thứ hai, có thể kéo dài đến ngày thứ ba, thứ tư hoặc là ngày thứ năm. Nhưng mà tốt nhất là người ta khuyên là điều trị trong vòng 2 ngày đầu, 24-48 giờ đầu. Tại vì ưu điểm của nhiệt lạnh là co mạch, nó sẽ giảm đau, giảm sưng. Nhưng mà nó có một khuyết điểm là khi mà các anh chị dùng nhiệt lạnh đó, thì tác dụng của nó là co mạch, nó sẽ giảm cái lượng máu đến nơi điều trị. Mà giảm lượng máu đến nơi điều trị thì nó dẫn đến là giảm chất dinh dưỡng nè, giảm bạch cầu nè, giảm đại thực bào, tức là giảm, nó sẽ giảm quá trình viêm. Thì nếu mà quá trình viêm giảm thì nó dẫn đến là cái quá trình lành vết thương nó sẽ chậm. Cho nên mình sẽ dùng trong vòng 1-2 ngày đầu thôi. Rồi ứng dụng kế tiếp là người ta sẽ điều chỉnh một số cái co cứng cơ. Ngay cho lâm sàng có một số bệnh co cứng cơ ta có thể dùng nhiệt lạnh. Ví dụ như bại não á, hoặc là điều trị triệu chứng của bệnh đa xơ cứng,
và giúp cho vận động nha, tạo thuận lợi cho vận động. Thì đây là một số ứng dụng lâm sàng, nhưng mà thường là mình kiểm soát viêm nè, kiểm soát sưng và kiểm soát đau cấp. Ủa, sinh ra đột rột rột của đâu mất tiêu rồi. Nghe rột 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 của tưởng nó có chỉ có rô vô mà hỏi xem mà cuối cùng mất tiêu. Chống chỉ định là không sử dụng nhiệt lạnh trong trường hợp mà bệnh nhân quá phản cảm đối với lạnh nha, hoặc là không có chịu được lạnh á, hoặc là cái bệnh này nè có mạch cryoglobulin trong huyết thanh, hoặc bệnh nhân bị đái huyết sắc tố do gặp lạnh, hoặc là bệnh nhân bị bệnh reno nha, thì mình sẽ không có dùng nhiệt lạnh trên mấy vùng này. Rồi, trong khi định tiếp là trong trường hợp mà đang cái tái tạo quá mức cái dây thần kinh ngoại vi á, hoặc là trên khu vực mà có bệnh lý mạch máu ngoại vi, thận trọng tức là được sử dụng, nhưng mà các anh chị phải theo dõi cho lâm sàng nha. Nếu mà triệu chứng bệnh nhân xấu đi thì chị ngưng. Đó là trên các nhánh chính của thần kinh ngoại vi, các nhánh chính của thần kinh ngoại vi nha. Ví dụ như các anh chị trùng lạnh lên cái vùng khuỷu tay á, mà cái chỗ nhánh của kinh trụ á, hoặc là các anh chị trùng lạnh trên cái vùng mà nhà thần kinh không theo ngoài á, tức là trỏm xương quay nha, thì các anh chị phải nhớ theo dõi nha. Lạnh quá thì có thể gây tổn thương cái dây thần kinh trụ hoặc là dây thần kinh không theo ngoài nha, tại vì tác dụng của lạnh nó sẽ làm này, đầu tiên nó sẽ làm giảm cái dẫn truyền kinh, nếu mà lạnh quá mức á, thì nó dẫn đến là tổn thương kinh nha, liệt kinh luôn. Và tiếp đó là chuyển chứng thận trọng trong trường hợp sử dụng trong vết thương thở. Bệnh nhân bị tăng huyết áp, giảm cảm giác nha, giảm tinh thần á, hoặc là những người quá trẻ hoặc là người quá già, thì đây là thận trọng nha. Nhắc lại là thận trọng là mình được sử dụng, nhưng mà các anh chị nên theo dõi cái lâm sàng, nếu mà có cái tai biến gì xảy ra thì các anh chị sẽ ngưng. Sao? Tai biến thứ nhất là chết mô nha, lạnh quá mức á nha chị, và tai biến kế tiếp nữa tức là gây tổn thương mô thôi nha, tổn thương thì mức độ nhẹ hơn nha, sau đó là nặng quá, nếu mà các anh chị xài nhiệt lạnh quá mức á, gây là mô chết luôn, chết ngay mô luôn nha, nếu mà chết ngay chi thì mình phải cắt cục chi á, và có thể gây ra tổn thương dây thần kinh tạm thời hoặc là tổn thương bệnh viện. Để nói rồi, nếu mà các anh chị chườm lên cái nhánh chính của dây thần kinh ngoại vi á nha, thì đầu tiên thì nó sẽ làm giảm dây truyền kinh, tức là mình sẽ có liệt tạm thời. Nếu mà các anh chị chườm thời gian lâu quá thì nó liệt luôn dây thần kinh luôn. Thì hình thức áp dụng cho lâm sàng đối với nhiệt lạnh, nhắc lại là nhiệt lạnh là các anh chị áp dụng tốt nhất trong trường hợp mà viêm cấp, đau cấp và sưng cấp tính. Mà trên lâm sàng thì đó là những trường hợp mà áp dụng cho bệnh nhân mà bị tổn thương mô mềm đó, cấp tính đó, sau chấn thương đó. Ví dụ như đụng dập nhà cơ hoặc là bong gân nha anh chị, thì các anh chị sẽ xài nhiệt lạnh. Thức áp dụng thứ nhất là các anh chị sử dụng túi đá, mình xài đá nha, đá này được lấy trong tủ lạnh và các anh chị đập nhỏ ra, các anh chị bỏ vô túi ni lông, các anh chị lót lớp khăn nha. Ta khuyên là nên lót lớp khăn để mình kiểm soát được nhiệt độ lạnh đó. Thì các anh chị sẽ dùng lên cái vùng tổn thương nha, ví dụ như cái vùng đang sưng, đang bầm tím á nha, hoặc là đang bong gân á. Thời gian đó là điều trị là khoảng 20 phút. Hoặc là nếu mình giàu có nhiều tiền á thì mình mua cái túi lạnh mà bằng gel. Các anh chị nhìn là túi lạnh gel nè. Nha, cái túi lạnh này có chán lớp gel silicat dạng gel và được bỏ trong tủ lạnh nha, bỏ trong vào tủ lạnh, bỏ trong thùng lạnh để cho nó lạnh rồi lấy ra trường. Mà trường thường Việt Nam mình hay xài đá nha, chùm đá rẻ tiền anh chị ha. Chị nhắc lại là thời gian điều trị của mình là 20 phút, người ta khuyên là cứ 5 phút á,
thì các anh chị sẽ mở túi đá lên, các anh chị xem cái da coi nó có bị bỏng không nha, cái da coi nó tái mét hay là nó đỏ lên là nó sắp bị bỏng đó. Thì các anh chị nếu mà có bỏng thì mình không dùng nữa, còn nếu không bỏng thì mình dùng tiếp nha. Thời gian điều trị là 20 phút, thì cứ mỗi 2 giờ nếu bệnh nhân vẫn còn đau vẫn còn sưng thì các anh chị sẽ dùng lại mỗi 2 giờ nha. Còn nếu mà hết đau hết sưng rồi thôi nha. Thì tôi nói với các anh chị đó, thì tác dụng của nó là cực tốt trong trường hợp mà chấn thương cấp tính, viêm cấp, nhưng mà nó có khuyết điểm là nó sẽ làm chậm quá trình viêm, cho nên nó sẽ làm chậm quá quá trình lành lành vết thương. Rồi nãy là túi đá, giờ túi gel. Túi gel thì nói rồi, cũng trường giống hợp thì thôi nha. Túi này nó bán hơi mắc à. Thì là chỉ quy trình kỹ thuật sử dụng túi đá và túi gel. Thì các anh chị thì chuẩn bị, thứ nhất là có khăn nè, có cái gối nè nha, và túi trùm gel. Hoặc là nếu mà anh chị dùng đá thì anh chị dùng đá. Các anh chị sẽ tháo hết trang sức nha, và bộc lộ cái vùng điều trị. Rồi mình sẽ quấn cái túi lạnh hoặc là túi đá trong cái khăn nha. Đối với túi lạnh á, gel á, thì mình dùng khăn ẩm. Còn đối với túi đá thì các anh chị sẽ dùng khăn khô. Rồi sau đó các anh chị đặt tư thế bệnh nhân là an toàn và thoải mái nhất nha, có thể nằm hay ngồi tùy theo cái vị trí tổn thương. Và nhớ là cái vùng bị tổn thương á, có gì phải kê cao lên nha, kê cao hơn so với tim bệnh nhân khoảng 15 đến 20 cm để cho máu nó lưu thông về đó, giúp cho bệnh nhân giảm sưng đó. Rồi sau đó anh chị sẽ đặt túi gel hoặc là túi đá lên vùng điều trị. Nhắc lại là thời gian điều trị là 20 phút nha, khoảng 10 đến 20 phút đó, mà thường là phải điều trị đủ 20 phút thì có thể lặp lại khoảng 1 đến 2 giờ. Thì các chị nhìn thấy cái gối thì chị biết rồi, cái gối nó dành để kê cao chi lên, còn cái khăn là dành để thấm nước bệnh nhân. Thì hết thời gian điều trị thì các anh chị sẽ lấy túi ra nha anh chị, và các anh chị quan sát xem da có bị bỏng không. Đó là hình thức đầu tiên là các anh chị dùng túi đá hoặc là túi gel nha. Hình thức thứ hai là các anh chị xoa bóp với nước đá luôn, tức là mình sẽ dùng một cục nước đá và các anh chị xoa bóp trực tiếp lên cái vùng mà bệnh nhân tổn thương nha. Bệnh nhân tổn thương á, chấn thương phần mềm á, bầm dập á nha, bong gân á, thì các anh chị dùng cục đá lên, các chị xoa bóp trực tiếp lên luôn nha. Thì người ta thường là xoa bóp lên cái vùng gân cơ hoặc là cái điểm đau á, diện tích khoảng từ 10 đến 15 cm, thì mình xoa cho đến khi nào mà bệnh nhân cảm thấy tê là được, tức là thời gian là khoảng từ 5 cho đến 10 phút nha. Các anh chị đặt cục đá lên trực tiếp lên trên da bệnh nhân luôn nha, cho theo hình sáng ốc nha. Thì đây là quy trình kỹ thuật nè. Thứ nhất là các anh chị có một cốc giấy, cốc giấy để đổ nước vô đó, là lấy nước về bỏ trong thùng, trong tủ nước đá đó, hoặc là cốc xốp nha chị, dùng cốc xốp và cốc đá nha, cốc giấy nha, lộn cốc giấy hoặc là cốc xốp, có tủ lạnh, có thể hoặc là dùng cây đè lưỡi. Các anh chị thấy cây đè lưỡi nè, cái cốc giấy hoặc là cốc xốp để cho thầy thuốc cầm chứ không có bị, thầy thuốc không bị tê đó nha. Còn nếu không có cốc xốp cốc giấy thì anh chị có cây đè lưỡi nha, để cái thầy thuốc cầm lên cây đè lưỡi và có cái khăn để lau nước nước của nước đá chảy ra. Thì cái vùng điều trị thì tháo trang sức và bộc lộ hết nha anh chị, kiểm tra coi cái trống chỉ định gì không, rồi đặt cái khăn xung quanh cái vùng điều trị để thấm cái nước đá chảy ra. Rồi tư thế bệnh nhân thì tùy thuộc vào vùng điều trị, có thể nằm hay ngồi nhưng mà thoải mái và an toàn thì được. Và các anh chị tiến hành xoa bóp trực tiếp cục nước đá lên vùng da nha, thời gian để nói đó khoảng 5 đến 10 xoa bóp theo hình tròn nha, thời gian là 5 đến 10 phút cho khi bệnh nhân có cảm giác tê ở vùng đó là ok. Kết thúc điều trị thì cũng kiểm tra da nha, xem bị bỏng không. Đây là hình thức thứ hai, nhưng mà thường là mình dùng cái hình thức đầu tiên đó, tức là chườm đá đó. Tại vì tôi chườm đá nó không mất thời gian nha. Các anh chị lấy cục đá các anh chị để lên người bệnh nhân, sau đó các anh chị đi chỗ khác mất tiêu. Còn đây là các anh chị xoa bóp thì các anh chị phải ngồi kế bên nha, các anh chị phải thao tác, nó mất thời gian. Các anh chị xem video này. Use an ice cup that's been stored in a freezer about 20 to 25 degrees Fahrenheit. If you make the ice cup
is by getting a styrofoam or paper cup filled with water and putting it in the freezer. Peel off the excess cup, and then you have a nice block of ice that you can handle without. Này tôi xài cốc giấy nha chị ha. Cốc giấy xong đó là xé giấy ra đó. A small area of 4 to 5 inches square or 16 to 20 square inches. Rồi bắt đầu xoa bóp trực tiếp lên da nha. Thì tránh xoa bóp lên mấy cái đầu xương. Initially the client will experience cold, then an achy or burning sensation, and eventually will go numb. Apply the ice massage until the area goes numb. Generally 3 to 5 minutes, although it may take as long as 10. Observe the skin continually as you apply the ice massage, and stop the ice massage if the skin becomes white. Be sure to observe all precautions. Rồi đó là giới thiệu cho anh chị video xoa bóp bằng nước đá đó. Nha. Ông đó là ông dùng một cái cốc bằng giấy. Nha, đổ nước vô, sau đó đem cốc bỏ vô tủ lạnh. Sau đó lấy ra mình xé cái giấy ra để cho nó ló cái đá ra đó. Rồi các anh chị xoa bóp lên cái vùng bệnh nhân đó là đau ở lờ cầu ngoài trên cánh tay, tức là hội chứng tinnitus. Thì mình sẽ xoa bóp lên cái vùng mà lên cái gân giống gân cơ duỗi, gân cơ duỗi cẳng tay, thì giúp cho bệnh nhân giảm đau, giảm sưng cấp tính đó. Thì xoa trong cái clip nó nói là tránh xoa lên cái vùng mà xương lòi ra, tức là cái mốc mốc xương á, thì chỗ đó cái mô nó mà ít, mô mềm á. Và các anh chị xoa trong vòng 3 đến 5 phút nếu mà vùng nhỏ, còn nếu mà cái vùng nó rộng thì thời gian các anh chị xoa là khoảng 10 phút cho đến khi mà bệnh nhân cảm giác tê nha. À, nếu mà dùng da nó đang đỏ rồi nó đang trắng, đỏ nó chuyển sang trắng thì nó đang thiếu máu luôn, là lúc đó là ok đó, là được đó. Da nó chuyển sang cái đó là đủ tê rồi, mình sẽ ngưng điều trị. Hình thức kế tiếp đó là mình sẽ áp dụng bằng cách là mình dùng hơi lạnh, mình phun hơi lạnh nha. Nha, dùng hơi lạnh mình phun lên cái điểm đau á anh chị. Cái này các anh chị coi thể thao đá banh rồi đó, thuốc vô phun cái hơi lạnh để điều trị giảm đau cho vận động viên á, thì cái đây là tác dụng của nó là giảm đau tức thì nha. Cái phun hơi lạnh này nó không có tác dụng giảm sưng, nó chỉ có giảm đau thôi. Thì đây là hai chất này nè, ethylene glycol hoặc là chlorimethane nha. Cơ chế của nó là do bốc hơi, tức là từ chất lỏng nó bốc hơi lên nha anh chị. Thì người ta phun các điểm đau nha, và phun theo chiều dọc nha, qua các điểm đau. Và thầy thuốc thì đứng cầm cái chai phun đó, chai này cách da bệnh nhân là khoảng từ 30 cho đến 45 cm nha. Và mình phun theo những đường dọc anh chị, và bệnh nhân thì có cảm giác tê buốt nha, buốt rát luôn á, là tác dụng hết đau. Còn hình thức kế tiếp nữa đó là mình sẽ xài ngâm với nước lạnh nha. Hình thức là ngâm nước nha. Mình có thể ngâm toàn phần, tức là ngâm toàn thân, hoặc là ngâm từng phần, tức là phần nào đau sưng thì ngâm thôi nha. Ngâm tay, ngâm chân, hoặc là tắm toàn thân luôn. Thì đối với trường hợp mà ngâm từng phần á, thì nhiệt độ người ta cho phép là từ 10 cho đến 15,5 độ C nha, đừng có ngâm lạnh quá nha. Còn nếu mà tắm toàn thân thì từ 18,3 cho đến 26,7 độ C nha. Cho nên cái này các anh chị phải pha nước cho, và các anh chị phải có nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ. Nếu lạnh quá thì bệnh nhân sẽ bị tổn thương á, nãy nó tổn thương mô đó. Nếu lạnh nữa thì bị chết mô luôn. Thì thời gian ngâm của mình là từ 5 cho đến 15 phút. À, một phương pháp nữa đó là này giới thiệu thêm thôi, anh chị biết là cái này người ta có xài, trên Sài Gòn có xài nè, Cần Thơ của mình nó chưa có xài, đó là nhiệt lạnh kết hợp với băng ép này. Nó có cái băng này, vậy này trên Sài Gòn nó áp dụng điều trị cho những bệnh nhân mà giảm đau sau khi phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước, rồi tới giờ cũng còn có người vô
Các anh chị học trẻ dữ vậy sao? À, tổn thương nha, tái tạo dây chằng chéo trước nha, để giảm đau cho mấy ngày đầu nè, sau khi mổ nè anh chị. Thì ta quấn cái băng vô đây anh chị, ở đây có bóp nè, bơm nó giống như bơm lên áp lực lên á, áp suất lên á nha, là khoảng 60 mm thiện thân, giống như cái đâu có cái áp vậy nha. Nó bơm hơi lạnh vô thì cái này dưỡng thơ mình chưa thấy, thầy giới thiệu thêm cho anh chị biết. Thì đó là phần giới thiệu cho anh chị cái phần nhiệt nhiệt lạnh xong nha. Nói chung là đơn giản, nhắc lại là nhiệt lạnh là áp dụng trong trường hợp mà bệnh nhân đau cấp, viêm cấp, chấn thương mô mềm cấp, và thường áp dụng trong vòng 24-48 giờ. Thì sau đó thì người ta sẽ chuyển sang dùng nhiệt nóng. Thì nếu mà dùng nhiệt lạnh lâu quá thì quá trình lành vết thương sẽ chậm nha. Thì bây giờ mình sẽ qua nhiệt nóng. Thì tác dụng của nhiệt nóng, thứ nhất là giãn mạch nha, cung cấp máu đến cái vùng điều trị. Thì nhưng mà máu tới thì kèm theo là chất dinh dưỡng bạch cầu đại thực bào tới đó, nó giúp tăng quá trình viêm lên, giúp cho mau lành vết thương. Thứ hai là giảm đau trong trường hợp bán cấp và mãn tính, và thứ ba là giãn mô mềm, làm cho mô mềm giãn ra đó, mềm ra đó. Thì ứng dụng trên lâm sàng, thứ nhất là điều trị trong trường hợp giảm đau bán cấp và mãn tính, thường là bán cấp và mãn tính nha anh chị. Giảm co cứng, giảm cứng khớp, giảm co thắt cơ, có giúp được tăng tầm vận động khớp. Nó giúp tăng tầm động khớp là lý do là nó làm cơ phần mềm, nó làm giãn cái phần mềm bên khớp đó, nha, nó sẽ tăng được một vài cái độ trong tầm động khớp và giúp làm được vết thương. Thì nãy nói rồi, máu tới, chất dinh dưỡng tới nha, giúp cho vết thương mau lành. Thì chống chỉ định thì không dùng nhiệt lạnh ở những vùng da mất hoặc là giảm cảm giác, dùng đang bị xuất huyết hoặc là có nguy cơ xuất huyết thì mình không có dùng nhiệt nóng. U gắt tính và viêm tắc tĩnh mạch thận trọng, tức là được sử dụng nhưng mà phải theo dõi. Những trường hợp mà chấn thương cấp, viêm cấp thì các anh chị có thể sử dụng nhiệt nóng được nha. Nhưng mà khi sau khi sử dụng nhiệt nóng mà nếu bệnh nhân mà đau thêm, đau hơn, tăng thêm, sưng thêm thì các anh chị ngưng. Còn nếu mà đau giảm, quá trình sưng nó giảm thì ok, tiếp tục sạc. Và trường hợp mà bệnh nhân đang mang thai thì ta khuyên là không dùng nhiệt nóng ở những vùng bụng, vùng lưng, vùng chậu, tại vì nó sẽ tăng nhiệt độ, mẹ sẽ tăng nhiệt độ lên thì ảnh hưởng tới con nha. Cái vùng mà suy giảm tuần hoàn hoặc là kém điều hòa thân nhiệt, cái vùng mà đang sưng nề, bệnh nhân suy tim, vùng có kim loại, trên vùng có vết thương hở, thần kinh mắc myelin, vùng đã dùng thuốc giảm đau mà giãn mỡ hoặc là giãn kem, thì cái này nhắc lại là thận trọng là được sử dụng nha anh chị. Nhưng mà phải theo dõi nha, nếu trên lâm sàng nếu mà triệu chứng xấu đi thì các anh chị sẽ ngưng, còn nếu mà triệu chứng chuyển tốt thì mình xài tiếp. Thì hình thức áp dụng, thứ nhất là mình cũng xài cái túi gel nha, túi nóng và dạng gel. Hồi nãy mình xài túi gel lạnh á, thì bây giờ mình có một túi gel, đó là túi gel nóng. Thì đây là túi gel nóng nè, nó tráng một lớp, đây là một túi vải nha anh chị, và nó tráng một lớp silicat dạng gel. Silicat là một dạng của silicon á, tác dụng của silicon là tác dụng là nó sẽ hút nước và nó giữ nhiệt. Thì cái túi vải của mình là tráng lớp silicat nè nha, và sau đó đem túi vải ra bỏ trong một cái thùng nha, bỏ vô cái thùng mình lớn lắm, thùng này nè, sau đó đổ nước vô. Thì các anh chị, tác dụng của silicon nó sẽ hút nước vô làm cái túi nó phình ra, sau đó mình đậy nắp lại nha, và mình ghim điện. Thời gian đun nóng của mình là phải 20 phút, các anh chị phải đun đủ 20 phút thì cái túi này nó mới đủ nó tác dụng nha. Và cái túi này hạn định là 77 độ C nha anh chị. Nhắc cho chị xem lại túi nè, túi vải nè nha, tráng lớp silicat nha, bỏ vô trong cái thùng, đổ đầy nước cho nha, ghim vô điện, thời gian đun là 20 phút, thì cái túi này hạn định là 77 độ C
Nếu mà nó không phải 77 độ thì nó phải nằm trong khoảng từ 71 đến 79 độ. Thì khi đun trong vòng 20 phút thì chị lấy cái túi này lên thì cái túi này cũng là 77 độ luôn. Và nhiệt nóng của mình điều trị cho bệnh nhân là nhiệt độ mà điều trị cho bệnh nhân nha là từ 40 đến 45 độ. Nhắc lại nha chị, 40-45 nha. Các anh chị mà nhiệt độ mà cao hơn 45 độ là bệnh nhân sẽ bị bỏng. Cho nên cái túi này 77 độ thì mình sẽ hạ xuống cho nó đủ 40-45 độ. Bằng cách là các anh chị sẽ quấn 4-6 lớp khăn. Nha, mình lấy khăn lông á, nha, mình đặt chữ thập, mình bỏ cái túi vô giữa, mình quấn qua quấn lại. Sau khi quấn túi xong á, là các anh chị lấy cái tay, anh chị sờ lên cái túi. Nha, nếu mà nhiệt độ ấm ấm á, nha, mình thấy ấm ấm là ok nha, là có thể dùng để điều trị cho bệnh nhân. Còn nếu mà sau khi quấn khăn rồi mà các anh chị sờ vô không thấy ấm á, thì các anh chị lột bớt khăn ra. Còn nếu mà sau khi quấn rồi mà sờ vô thấy nóng quá thì các anh chị sẽ thêm khăn vô. Nha, nhắc lại là nhiệt độ điều trị cho bệnh nhân là cảm giác đó, điều trị cho bệnh nhân phải là cảm giác ấm, ấm dễ chịu. Thì sau đó mình sẽ điều trị cho bệnh nhân. Nha, cái vùng nào mà phải cần điều trị á, và thời gian điều trị của mình là khoảng 30 phút. Thì hiện tại thì cái mấy cái hãng mà sản xuất á, túi á, nó không có cần phải quấn khăn mà nó có cái túi này luôn anh chị. Ngoài cái túi ra nó bán cái gì có vỏ ở ngoài nè. Nha. Sau khi đem cái túi này ra cái bỏ vô cái lớp cái vỏ ngoài này nè. Là cái tay sờ lên là thấy ấm ấm rồi đó. Nha. Mình không cần phải dùng khăn mình khăn lông mình quấn nữa. Nha, nó bán cho mình luôn. Và có nhiều kích thước nha. À, nhỏ to nha. Và nhiều hình dạng để điều trị cái vùng á. Đây là điều trị cho vùng cổ nè. Nha, cái lớn lớn là điều trị cho vùng lưng. Anh chị còn có nhỏ thì các chị điều trị ở tay ở vai gì đó. Sau khi lấy rồi thì các chị bật mặt trong cái vỏ nha, rồi các chị điều trị thôi. Chờ nhớ là vẫn kiểm tra cảm giác là sờ vô thấy ấm ấm là được. Thì đây là quy trình giới thiệu cho anh chị. À, khi điều trị túi chùm nóng đó, đầu tiên thì mình phải có túi chùm nóng và chị có cái khăn. Cái khăn là nãy nói đó để dành chị quấn 4-6 lớp đó. Tư thế bệnh nhân thì thoải mái nhất nha. À, kiểm tra cái buồng điều trị coi có trong chỉ định gì không và coi có đánh giá cái cảm giác rồi có mất cảm giác không. Rồi buồng điều trị thì phải được bộc lộ, tháo hết trang sức ra nha. À, lấy túi, chuẩn bị túi, kiểm tra nhiệt độ của túi, rồi đặt túi lên buồng điều trị thì theo dõi trong vòng 5 đến 10 phút xem coi bệnh nhân có đau có nóng gì không. Nếu mà không có nóng quá thì ok tốt, để tới 20 phút. À, hết thời gian điều trị thì các anh chị sẽ mở túi ra, lấy túi lên rồi xem lại cái da bệnh nhân nha, xem có bị bỏng không. Rồi cho anh chị xem cái video nè. We want to show you the type of heating pads we use here at Iowa State University Physical Therapy and Sports Medicine. The unit you see here holds our heating pads. Other names you may hear for these specific heating pads are hydroclear, which you see right here, or moist contacts. As you can see, they are placed in water. The temperature of the water is approximately 160 degrees. The hot packs are made of a canvas material that has a silicone gel inside, which retains the heat very well. To prepare the hot pack for a patient, you first place the pack inside a terry cloth cover, and then add additional toweling for sanitary purposes and to adjust the temperature of the hot pack for the patient's comfort. After checking with the patient for any reasons where you may be concerned using the hot pack, such as any lack of skin sensation or any allergy to heat, the treatment time is approximately 15 to 20 minutes. Vậy sau khi mà điều trị xong nha, vậy thì chị lấy cái túi nó ra. Anh chị bỏ túi vô trong thùng nước lại nha. Nếu mà anh chị keo túi nó khô thì nó mau hư. Cái túi đó nó sẽ hư là nó vỡ ra đó. Nha, nó nứt ra. Là nó sẽ hư hư rồi đó. Rồi phần thứ tiếp đó là paraffin. Paraffin tức là sáp. Anh chị nhìn thấy sáp này nha. Đây cũng là nhiệt nóng luôn, mà nhiệt nóng nông. Và nhiệt độ của nó là khoảng từ 52 đến 54 độ C. Và người ta điều trị các đầu chi, tức là bàn tay và bàn chân á. Điều trị trên lâm sàng là áp dụng thường là dùng ở trong điều trị trong trường hợp và bệnh nhân viêm
viêm khớp. Viêm khớp càng thấp nha, ở bàn tay và bàn chân nha. Thì paraffin này là điều trị là thích hợp nhất, nhắc lại là trong trường hợp mà viêm khớp ở bàn tay và bàn chân. Thì giới thiệu anh chị đây, nhà người ta bán cho mình cái thùng này nè, tùy theo các anh chị giàu hay nghèo ha, bệnh viện đó nhiều tiền hay là ít tiền mà mình mua cái thùng lớn hay là thùng nhỏ hay là thùng lớn nè, nhà thùng rất là lớn luôn. Dạ, mình mua sáp về thì nó pha sẵn cho mình này, các anh chị đừng lo nha. Thường là 7 phần paraffin thì nó sẽ kết hợp với một phần dầu khoáng, thì tác dụng của dầu khoáng làm hạn nhiệt độ nóng chảy của paraffin xuống. Thì khi nó bán cho mình, nó bán paraffin là bán ở dạng rắn nha, các anh chị đổ vô đây là dạng rắn á nha, lấy tay sờ cứng nhắc à, sau đó các anh chị diêm miệng vô thì nó sẽ nóng lên nha, nó sẽ chảy ra nè. Thì các anh chị muốn có màu sắc đẹp thì anh chị pha màu vô cho bắt mắt cái gì nha. Nếu mà các anh chị điều trị cho nhiều bệnh nhân á, thì các anh chị sau khi đun rồi các anh chị sẽ múc ra nha, múc ra mỗi người một tô vậy nè. Tại vì khi mà mình điều trị á, thì mình phải nhúng vô. Nếu mà điều trị chung cho nhiều bệnh nhân á, thì nhúng vô nè, rồi cái người bệnh lý ở da đó, cái người này sẽ lây qua người kia, cho nên tốt nhất là anh chị sẽ múc ra nha, múc ra nha anh chị. Và mình có nhiều cách điều trị lắm. Cách thứ nhất là các anh chị nhúng vô nha, các anh chị nhúng và chị ngâm luôn á. Đầu tiên là nhúng ngâm nha, nhúng vô luôn nha. Điều trị bằng tay bằng chân á, các anh chị nhúng sáp vô và ngâm để nó luôn nha, trong vòng 20 phút. Hình thức thứ hai là nhúng mà không có ngâm. Nhúng lần thứ nhất, sau đó dở tay lên hoặc là chân lên cho đến khi cái lớp đầu kia nó khô rồi, các anh chị nhúng tiếp. Rồi sau đó nhúng nữa, nhúng khoảng 8-10 lần vậy đó nha, thì các anh chị sẽ được lớp sáp nha. Hình thức thứ đầu tiên nhắc lại nha, là nhúng ngâm. Hình thức thứ hai là nhúng không có ngâm, nhúng mà lấy lên. Hình thức thứ ba đó là các anh chị quét lên, ví dụ như cái vùng nào mà không có đi nhúng được á nha, tốt nhất là điều trị cho bàn tay bàn chân. Nhưng mà trong trường hợp mình thích dùng ở lưng hay cổ á, thì mình không có thể nào mình lấy cái lưng cái cổ của mình nhân mình nhúng vô cái thùng sáp được, cho nên các anh chị sẽ dùng cái cọ cái chị quẹt lên, quẹt từng lớp lên nha anh chị. Rồi hình thức thứ tư đó là các anh chị đắp lên, tức là các anh chị lấy sáp này các anh chị đổ vô một cái khuôn giống như đổ rau câu vậy, cái đó các anh chị lấy từng miếng các anh chị đắp lên cái vùng điều trị. Thì đây là cho chị xem cái hình thức đầu tiên, đó là hình thức mà nhúng nha, nhúng mà không có ngâm nha, nhúng mà lấy lên đó nha. Đầu tiên các anh chị nhúng lớp thứ nhất, chờ lớp nhất nó khô rồi các anh chị nhúng tiếp lớp thứ hai, chờ lớp thứ hai khô rồi nhúng tiếp. Mình sẽ nhúng khoảng 8-10 lần vậy đó nha anh chị, thì mình được dùng lớp sáp rất là dày, bao phủ hết tất cả các khớp của bàn tay. Rồi sau đó các anh chị đưa cái tay vô cái túi ni lông, rồi sau đó quấn lớp khăn ở ngoài nha, để giữ cho hơi nóng á. Thời gian điều trị của mình là khoảng 20-30 phút. Cho chị xem này nha, nó nhúng vô đó, sau khi nhúng hết rồi nè, thì cho cái tay vô túi ni lông nha, rồi sau đó bỏ vô lớp khăn nha, để cho giữ hơi nóng nha. Thì hơi nóng nó sẽ thấm vô qua da nè, nó gây ra gì, là giúp cho giảm đau và giãn cơ, giãn mấy cái cơ mà quanh khớp á nha, giúp cho bệnh nhân giảm đau thêm. Cho nên nó hiệu quả trong trường hợp mà bệnh nhân viêm khớp ở bàn tay bàn chân nha anh chị. Thì hình thức thứ nhất là nhúng lấy là còn nãy tôi nói đó, hình thức kế tiếp đó là nhúng và ngâm luôn nha, để cái tay vô trong cái thùng sáp luôn nha anh chị. Và hình thức thứ ba đó là lấy cọ quẹt lên những cái vùng nào không nhúng được. Và hình thức thứ tư là các anh chị đổ qua một cái khuôn, chị đắp lên. Thì quy trình điều trị đó là các anh chị có paraffin nha, có cái túi ni lông, các anh chị có khăn nha, mình có thể nhúng ngâm nha, quét hoặc là nhúng quấn. Hồi nãy nói là đã giới thiệu rồi đó, mình xem video nha. To the joints, they're difficult to get to with a regular heating pad. What we're going to have a patient do is to hold her fingers out nice and straight, okay? And she's going to dip her hand into the paraffin wax bath. Now she's gently going to dip her hand into the paraffin bath, keeping her... Để tôi cho một người nào đó đang vô, nói cho anh chị nha.
Vô nha. To the joints that are difficult to get to with a regular heating pad. What we're going to have a patient do is to hold her fingers out nice and straight, okay? And she's going to dip her hand into the paraffin wax bath. Now she's gently going to dip her hand into the paraffin bath, keeping her hand nice and relaxed. Go all the way in, up until to cover the wrist. Come down, it's a little hot, but it won't burn. Don't touch the bottom or the sides. Good, now bring it out and allow the drippings of the wax to drip off and hold. And we're gonna dunk that four more times. And then on this last dip, I'm gonna let the drippings drop and hold. Is it one more? Okay, one more. Okay, and at this point, once the drippings have stopped, then we're gonna take our Saran wrap and we're gonna hold the heat in by wrapping the Saran wrap around the hand, holding that nice heat in, and then taking a towel, wrapping the towel, we're wrapping the towel around the hand to hold the heat in, and then she'll have a seat for 20 minutes to allow the heat to penetrate into the joints to decrease some of the pain and inflict. Chào các chị xem xong nha. Đó là cách điều trị Vardofin đó. Việt Nam của mình cũng điều trị giống vậy đó. Khi nhúng thì yêu cầu mình nhông xẻ cái bàn tay đó, để cho cái mấy cái khe, cái khe giữa cái ngón tay này ngón tay kia nó có dính vô sáp vô nha. Và trong quá trình điều trị thì dặn bệnh nhân là không được cử động cái ngón mấy cái bàn tay. Khi nào mà hết thời gian điều trị á, thì lúc đó mình sẽ tháo khăn ra, sau đó anh chị sẽ lột cái lớp ni lông ra, lột cái túi ni lông á, rồi sau đó yêu cầu bệnh nhân mới vận động cái tay để cho sáp rớt xuống. Nếu mà các anh chị điều trị cho một bệnh nhân á, thì các anh chị sẽ dùng sáp cũ của anh chị dùng lại. Còn nếu mà dùng cho nhiều bệnh nhân thì mình sẽ bỏ sáp nha. À, có một hình thức nữa đó là giới thiệu cho các anh chị là nước ngoài có xài, Việt Nam của mình chưa có. Đó là người ta có một cái buồng khí nóng. Đây. Nha. Cái này là trong này có không khí trong này nè anh chị. Nha. Cơ chế của nó là đối lưu á, không khí nó chạy xung quanh vậy nè. Và đưa cái phần chi vô nha, ví dụ như tay hay chân gì đó đưa vô đây. Nha. Điều trị trong vòng 20 phút. Đó, người ta chế tạo ra, giờ ta chế tạo ra nhiều cái máy lắm nha anh chị. Rồi có thể ta dùng miếng dán nhiệt. Hoặc là hiện tại các anh chị có xài cái mấy cái túi nóng á, mà túi nóng mà không phải ngâm trong nước, mà túi nóng nóng mà ghim điện á, Trung Quốc nó bán á. Nó có bán cái loại túi nóng và nó có cái dòng dây điện, giống như sạc điện nha. Ghim vô điện rồi nó nóng lên sau đó mình xài. Rồi đó là phần nhiệt nóng. Giới thiệu cho anh chị một phần liên quan đến nóng với lạnh. Đó là nóng lạnh xen kẽ. Nha, tức là vừa áp dụng nhiệt nóng và vừa áp dụng nhiệt lạnh luôn nha. Nha, mình sẽ có gọi là nóng lạnh xen kẽ đó, mình sẽ có hai cái chậu. Một chậu nước lạnh và một cái chậu nước nóng. Anh chị có ai phát biểu ý kiến gì vậy? Có ai hỏi gì? Nhiệt nóng là nhiệt nông có ảnh hưởng đến bệnh lý liên quan đến huyết khối tĩnh mạch sâu không? Nghe nhiệt nóng này là nhiệt nóng nông nha anh chị. Còn trong trường hợp mà huyết khối tĩnh mạch mà sâu á, thì nó không ảnh hưởng nhiều nha. Tại tác dụng rất là nông. Nhiệt nóng nãy giờ tôi nói giới thiệu cho chị tất cả là nhiệt nóng nông hết đó. Tức là tác dụng không quá 2 cm dưới da nha. Thì đối với trường hợp mà có huyết khối á, người ta sợ là khi mà các anh chị dùng cái nhiệt nóng á, các anh chị tác dụng lên thì cái huyết khối của tĩnh mạch đó nó hình thành cục máu đông á. Thì khi mà các anh chị dùng nhiệt nóng á, thì cái mạch máu nó giãn ra thì cái cục máu đông nó sẽ tróc ra nha. Thì cục máu đông nó tróc ra nó sẽ di chuyển thôi nha. Nó đáng lẽ nó nằm ngay chỗ đó thì nó sẽ chạy về tim và sau đó nó sẽ bóp lên, nó sẽ gây tắc mấy cái động mạch nhỏ như là động mạch não, nó gây ra nhồi máu não, hoặc là tắc động mạch phổi nó gây ra nhồi máu phổi, là bệnh nhân có thể tử vong. Thì ta sợ là sợ chỗ đó nha. Còn nếu mà cái viêm tắc tĩnh mạch mà sâu á, tức là có cục máu đông nằm rất trong sâu á,
nha, thì nhịp nóng nông này sẽ không ảnh hưởng nhiều nha. Thì mình sợ là mình sợ trường hợp mà nhịp cục máu đông mà nó nằm ở, ở hơi nông nông á nha, tức là khoảng 2 cm trở lại. Rồi mình có cái hình thức áp dụng giữa nóng và lạnh nha anh chị, đó là mình có 2 cái thùng, một cái thùng lạnh, thấy thùng nước đá nè, nhiệt độ khoảng 10 đến 18 độ, và mình có một cái thùng nước nóng, nhiệt độ khoảng 38 cho đến 44 độ nha. Và các anh chị áp dụng hình thức nè, theo tỷ lệ nè, nóng lạnh là 3:1, tức là 3 nóng, 3 phút nóng nha, 1 phút lạnh, 3 phút nóng, 1 phút lạnh, 3 phút nóng, 1 phút lạnh, ngâm làm sao cho tới đủ thời gian 20 phút là được nha. Hoặc là các anh chị 4 phút nóng, 1 phút lạnh, được anh chị ha, cứ 3 nóng, 1 lạnh vậy đó anh chị. Thì theo tỷ lệ là 3:1 hoặc là 4:1, 3 phút nóng, 1 phút lạnh, 4 phút nóng, 1 phút lạnh nha. Các anh chị cứ lặp lại cho đến tổng thời gian là 20 phút. Cái này thường nó điều trị trong trường hợp mà bệnh nhân bị áp dụng trong trường hợp mà bệnh nhân bị cái hội chứng Sudet đó. Hội chứng Sudet tức là cái hội chứng mà rối loạn giao cảm thần kinh cơ. Sau khi mà bệnh nhân bị chấn thương, gãy xương chi trên chi dưới và bị bất động lâu. Hội chứng Sudet là hội chứng mà nhắc phải là sau khi chấn thương gãy tay gãy chân nha, mà bất động quá lâu á nha, thì bệnh nhân sau khi xương nó lành rồi thì đối với chân á thì đi thời gian thì bàn chân nó sưng lên, thì đối với tay thì sưng bàn tay nha anh chị, gây ra rối loạn giao cảm thần kinh nha. Thì nếu mà chẳng uống thuốc thì mình sẽ thường mình cho uống đắp lông giống như thuốc điều trị bệnh trĩ á. Nhưng còn nếu mà dùng phương pháp không thuốc thì các anh chị sẽ dùng nóng lạnh xen kẽ nha. Tức là một nóng lạnh để giúp cho cái mạch máu á nó co ra, nó giãn ra, co ra, nó giãn ra, nó hồi phục lại nha. Thì đây là giới thiệu thêm cho anh chị cái phần thì trị liệu thì anh nhiều giới thiệu thêm nha. Thì mình sẽ qua cái phần để tôi giới thiệu cho anh chị còn phần gì nữa. Đây, tôi cho anh chị xem cái so sánh giữa nhiệt nóng và nhiệt lạnh nha. Thì so sánh giữa nhiệt nóng và nhiệt lạnh nha. Đối với nhiệt lạnh thì tác dụng rất là sâu nha, khoảng 5 cm. Còn đối với nhiệt nóng á, nãy giờ mình nói nhiệt nóng nông á thì tác dụng khoảng 1 đến 2 cm thôi. Còn nhiệt nóng sâu thì mình chưa có nói nha. Nhiệt nóng sâu của mình thì gồm có sóng ngắn, chút xíu tôi nói. Còn cái phần siêu âm là để anh Nhiều nói. Thời gian của nhiệt, thời gian tác dụng của nhiệt nóng, của nhiệt lạnh á, thì có thể tác dụng vài giờ nha. Tức là sau khi điều trị rồi nó kéo dài được tới vài giờ đó. Còn thời gian tác dụng của nhiệt nóng là bắt đầu lúc điều trị cho đến khi không còn điều trị nữa là nó hết tác dụng luôn nha. Lưu lượng máu thì nhiệt lạnh là giảm lưu lượng máu, thì nãy nói rồi lý do là nó co mạch đó. Còn nhiệt nóng là tăng lưu lượng máu. Chuyển hóa thì nhiệt lạnh làm giảm chuyển hóa, nhiệt nóng làm tăng chuyển hóa. Tiêu thụ oxy thì nhiệt lạnh làm giảm tiêu thụ oxy nha, vậy nó không có chuyển hóa mà đâu dùng oxy chi. Còn nhiệt nóng là tăng chuyển hóa cho nên nó tăng cái nhu cầu oxy nè. Chất thải tế bào thì nhiệt lạnh giảm chất thải, nhưng mà nhiệt nóng rất tốt nha, nó sẽ tăng thải. Tăng thải tế bào tức là thải mấy cái mô chết chất cặn bã ra ngoài đó, giúp cho quá trình viêm nhanh hơn và giúp cho lành vết thương mau hơn đó. Độ nhớ của dịch thì nhiệt lạnh sẽ tăng độ nhớ nha. Còn nhiệt nóng là giảm. Còn tính thấm ma mạch thì nhiệt lạnh sẽ giảm nha, nhiệt nóng sẽ tăng lên. Về viêm thì nhiệt lạnh sẽ giúp giảm viêm, còn nhiệt nóng là tăng quá trình viêm. Đau thì hai đứa đều giảm đau hết nha. Co cứng cơ thì nhiệt lạnh sẽ làm giảm co cứng cơ, nhiệt nóng sẽ làm cũng làm giảm co cứng cơ. Còn co cơ thì nhiệt lạnh sẽ làm giảm co cơ, nhiệt nóng sẽ làm tăng co cơ. Cho nên trên lâm sàng á, là trước khi mà tập vận động cho bệnh nhân á thì mình sẽ xài nhiệt nóng nha anh chị. Và sau khi tập vận động nếu mà bệnh nhân có sưng thì các anh chị sẽ xài nhiệt lạnh. Khi xài nhiệt lạnh xong rồi thì các anh chị sẽ kết thúc quá trình tập luôn nha. Tại vì khi mà xài nhiệt lạnh rồi thì nó sẽ giảm co cơ nha, mình sẽ không có tập, nó không có cơ, nó không đáp ứng nữa. Thì đây là cho anh chị 7 câu hỏi để anh chị quyết định khi nào các anh chị áp dụng nhiệt nóng và nhiệt lạnh cho lâm sàng.
Thì nãy tôi giới thiệu cho các anh chị á là mình sẽ dùng nhiệt lạnh trong vòng 1-2 ngày đầu nha. Và đây là 7 câu hỏi để các anh chị quyết định cho lâm sàng á. Quyết định sử dụng nhiệt nóng hay nhiệt lạnh là bác sĩ sẽ quyết định và quyết định trên dựa trên lâm sàng nha, tức là dựa trên tình trạng của bệnh nhân hiện tại. Và các anh chị sẽ trả lời 7 câu hỏi. Các anh chị phải trả lời nha. Đúng không? Trả lời dùm cho mình hết á. Câu trả lời câu hỏi thứ nhất là vùng da điều trị có ấm không? Tức là cái vùng da mà các anh chị sắp sử dụng á nha. Các anh chị muốn sử dụng nhiệt nóng hay nhiệt lạnh á, cái vùng da đó thì các anh chị sờ lên coi nó có ấm không. Nếu vùng da đó nó ấm thì các anh chị sẽ dùng nhiệt lạnh. Nó ấm tức là đang còn viêm á nha, thì mình sẽ dùng được nhiệt lạnh. Còn nếu như cái vùng da đó không còn ấm nữa nha thì các anh chị sẽ chuyển sang dùng nhiệt nóng. Thứ hai, khi sờ vào vùng bị thương còn đau không? Tức là lấy tay ấn vô cái vùng bị tổn thương á, nếu cái vùng đó còn đau thì các anh chị sẽ dùng nhiệt lạnh. Còn nếu mà hết đau rồi thì dùng nhiệt nóng. Câu thứ ba, sưng có tăng thêm không? Tức cái vùng mà tổn thương á, nếu mà sưng nó tăng lên thì các anh chị sẽ dùng nhiệt lạnh nha. Còn nếu mà không thì các anh chị sẽ dùng nhiệt nóng. Rồi khi mà vận động á, thì cái vùng sưng đó nó tăng thêm thì tiếp tục sử dụng nhiệt lạnh. Rồi đau gây ra hạn chế tầm vận động cấp không, nếu mà có thì dùng nhiệt lạnh. Viêm cấp tính còn không, nếu mà còn thì sử dụng nhiệt lạnh. Và bệnh nhân có cải thiện với điều trị nhiệt lạnh không, nếu mà có cải thiện thì tiếp tục xài nhiệt lạnh. Thì đây là 7 câu hỏi. Nếu mà 7 câu hỏi này các anh chị trả lời có là các anh chị dùng nhiệt lạnh, còn nếu mà các anh chị trả lời không là các anh chị dùng nhiệt nóng. Nhắc lại là quyết định là quyết định của bác sĩ trên lâm sàng và các anh chị dựa vào tình trạng bệnh nhân nha, và trả lời 7 câu hỏi này anh chị. Còn cái vụ mà xài 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày đó là về lý thuyết nha. Anh chị có thắc mắc gì hỏi nha. Đó là xong cái phần nhiệt nóng và nhiệt lạnh. Tôi sẽ giới thiệu cho anh chị phần kế tiếp, đó là sóng ngắn. Mình sẽ qua phần sóng ngắn nha anh chị. Anh chị có thắc mắc gì thì hỏi nha. Nếu mà ngại hỏi trực tiếp thì nhắn tin. Còn nếu không thì các anh chị hỏi mở mic cho anh chị nói. Dạ thầy ơi, cho thầy em hỏi xíu ạ. Hỏi đi, chị hỏi đi chị. Dạ thầy, ví dụ mà bệnh nhân bị suy giãn van tĩnh mạch chi dưới thì khi mà mình sử dụng nhiệt thì có chống trị định hay là cần phải chú ý cái gì không thầy? Suy giãn van mạch hay gì? Dạ. Ví dụ nhiệt gì? Ví dụ mình dùng nhiệt nóng ở vùng chi dưới hay nhiệt lạnh á, thì ví dụ mà bệnh nhân bị đau khớp hay là mấy khớp bàn cổ chân đồ, mình muốn dùng nhiệt mà trong khi bệnh nhân có giãn tĩnh mạch chi dưới thì mình có cần phải lưu ý hay có chống trị định gì không thầy? Không có chống chỉ định gì đâu, nãy giờ đâu có giới thiệu, đâu có liên quan đến bệnh đó đâu. Chị xem cái phần chống chỉ định với thận trọng á, nãy giờ giới thiệu đó, nó không liên quan thì thôi, là coi như là mình không có chống chỉ định. Dạ dạ, em cảm ơn thầy. Dạ. Các chị có thắc mắc gì hỏi tiếp nha. Mình sẽ qua cái phần